Chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bích Sơn. Hôm nay thì chúng tôi Điện Máy Bích Sơn sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái bộ phụ kiện cực kỳ chất luôn, cực kỳ đỉnh cao luôn. Các bạn có thể biến chiếc máy cắt cỏ của các bạn trở thành một chiếc máy bơm một cách rất dễ dàng, rất là đơn giản, chỉ cần trong vài thao tác thôi. Các bạn có thể thấy được, đối với cái dòng máy cắt cỏ hiện nay, ví dụ những dòng máy mà công suất lớn, sử dụng động cơ to, ví dụ như là Husqvarna 541, 143 tum rời hay Honda GX 35, nhiều khi các bạn sử dụng trong nông nghiệp ấy, trang trại của các bạn có nhu cầu muốn chuyển thành những chiếc máy bơm mà các bạn không biết xử lý thế nào, loay hoay ra làm sao, thì đây là một trong những cái công cụ phụ kiện cực kỳ hay luôn. Và chúng tôi hôm nay đưa đến các bạn một trong những sản phẩm nó gọi là full bộ luôn. Các bạn mua thì nó sẽ có từ A đến Z luôn, từ chân đế này, từ các đầu cút này, các bạn thấy không? Đầu cút thì nó có các cái đầu thu đầu vào là đầu vào sẵn luôn này các bạn này. Đây, đầu vào sẵn luôn. Đầu vào này khoảng tầm 34 các bạn nhá. 34 hay là 40, 40 theo tôi nghĩ là 40 này. Đây các bạn thấy không? Thì đầu ra này, đầu ra thì các bạn có thể thấy được nó có hai cái cút, một cái cút cỡ khoảng 25. Đó, và một cái cút ra cũng cỡ khoảng 34, các bạn có thể thấy được. Đây, rất là hay nhá. Đấy, ok. Đầy đủ luôn. Có ba cái cút, một cút vào và hai cút ra để các bạn có thể, cái việc sử dụng cút da bé hay to này, để các bạn dụ muốn bơm lưu lượng nước có nhiều thì các bạn sẽ sử dụng cút bé. Các bạn muốn đẩy cột áp cao, bơm dài sang vài trăm mét luôn thì các bạn sẽ sử dụng cút nhỏ. Đấy, có một cái đệm đế để các bạn đỡ, từ bắt vào đây để đỡ vào cái chân giá này cho nó cứng cáp hơn, ổn định hơn, rất là hay luôn. Có cả lọc rác luôn, các bạn có thể thấy lọc rác của bộ bơm rất chất, ngon đét luôn. Có luôn cả cò ga này, công tắc này, ruột gà này, các cái chết vòng này, giảm rung cao su của cái phần động cơ luôn. Quá hay. Đây là một trong những cái bộ, đây có cả ốc luôn. Ốc để các bạn có thể bắt từ máy vào. Rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái phần bộ sen bơm nhá. Các bạn có thể thấy trước mắt các bạn đây là một bộ sen bơm. Hôm trước thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một cái bộ sen gọi là sen Patello. Thì cái bộ sen đấy là chuyên lắp vào máy to, cũng bộ côn, bố côn như thế này. Nhưng mà cái bộ côn đấy là nó là bộ côn to, các bạn sử dụng để lắp vào những cái máy muốn hút chân không ấy. Đấy, thì các bạn nên sử dụng cái bộ sen đấy. Còn bộ sen này thì nó sẽ chuyên về cho các bạn có thể sử dụng để bơm đẩy xa. Đây các bạn thấy không, cái cánh nó là dạng cánh nén, nó giống kiểu cái sen Phạm Quang MH ấy. Đấy, nhìn như con sâu đo luôn. Đây các bạn thấy không, rất ngon lành, cực kỳ đẹp luôn. Chất thôi rồi. Đây, các bạn thấy lớp sơn nó bóng 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 luôn. Rất đẹp. Quá đỉnh. Này các bạn thấy không? Này, đến em bên trong. Đấy, cánh đĩa này, là cánh đĩa này. Cái sen này thì nó sẽ đẩy tốt hơn cái sen chân không rất nhiều. Và các bạn có thể thấy được kết cấu của nó quá đẹp. Thì ở đâu nhìn như con ốc sen, bảo một con ốc sen này, các bạn này xoắn lên này. Đường nước nó sẽ nén ở trong cái bầu này. Cực kỳ chuẩn luôn. Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu luôn, chuẩn bị các bạn có thể để mua để biến chiếc máy cắt cỏ của bạn trở thành cái máy bơm cực kỳ hữu ích và thuận tiện trong sử dụng nông nghiệp. Và các bạn không cần phải mua thêm nữa, chỉ tận dụng chiếc máy cắt cỏ của bạn thôi. Các bạn thấy không, bắt chung bát côn này, các bạn chỉ bắt 4 con ốc này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, chỉ cần bắt mấy con ốc này vào trong cái bộ sen bơm là các bạn vào trong cái phần côn của cắt cỏ, của những cái động cơ cắt cỏ. Các bạn lưu ý nhá, những cái bộ sen bơm này chỉ vừa với những cái dòng máy cắt cỏ mà to thôi. Ví dụ như là 330 này, 430 này. Honda GX 35 thì quá đẹp luôn. Và Thụy Điển 41 thì quá mạnh luôn. Tua vòng nó nhanh. Các bạn có thể hiểu được những dòng máy bơm bãi thì thường nó sử dụng động cơ nhỏ. Còn đây sử dụng những động cơ, các bạn sử dụng động cơ lên đến 40 lòng 40 ly, lòng 36 38 ly thì quá khỏe. Ở đây là một trong những bộ sen rất ok nhé. Các bạn nếu muốn mua hàng thì vui lòng có thể liên hệ với Điện Máy Bích Sơn, số điện thoại 0961 349 345, 0974 47 99 nhé. Nhớ vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Một bộ sen bơm này thì có mức giá khá là hợp lý thôi. Các bạn sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng tầm 1,1 triệu thì các bạn sẽ có được đầy đủ phụ kiện này luôn, tức là lắp luôn thành một cái máy bơm. Tức là các bạn sẽ tận dụng những cái động cơ xịn sò của bạn, ví dụ như Thụy Điển 143 hay 541, các bạn tận dụng, các bạn lắp vào luôn đây thành những cái máy bơm chất lượng rất là tốt. Có những cái máy bơm trên thị trường này thì thường nó không sử dụng động cơ tốt lắm. Rồi, lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.